Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta mới bước qua lĩnh vực khác. Tại sao Hoa Kỳ là một quốc gia vĩ đại? Chúng ta chỉ bàn về kinh tế không thôi. Trên thế giới có 10 đại công ty lớn. Và 10 đại công ty này kiểm soát cả thế giới. Rồi chúng ta lại bàn đến các cái công ty bạc, không phải là 1 tỷ, 2 tỷ đô la, hàng ngàn tỷ đô la của Hoa Kỳ và khối tự do. Cho đến bây giờ mọi người đều biết rằng không ai có thể qua mặt computer của Microsoft. Công ty Microsoft trị giá hàng ngàn tỷ đô la vào cái club gọi là Trillion Dollar Club, là những cái công ty mà đáng giá 1.000 tỷ đô la trở lên. Trong đó có Microsoft, được thành lập vào năm 1999. Đấy quý vị, theo Hoa Kỳ là một quốc gia hay chưa? Từ năm 99 cho đến bây giờ mới có 20 năm. Mà từ con số zero, bởi vì anh chàng Bill Gates ngày sau đó nghèo, sinh viên nghèo mà ở gara. Thế rồi với người bạn mới mở cái công ty Microsoft này từ gara của anh ta. Ban ngày đi học Harvard, tối về ở gara, chui rúc như là ổ chuột. Vậy mà với chí lớn, với cái thiên tài, chỉ có 20 năm sau, trong tay của anh ta bây giờ có hàng 70-80 tỷ đô la. Quý vị thấy dễ sợ chưa? 20 năm mà có, thí dụ về tài sản cá nhân, bây giờ cho anh ta nghèo 60 tỷ thôi, chứ còn báo cáo của Ford cho anh ta 70-80 tỷ. Thế thì trong vòng có 20 năm mà có 60 tỷ đô la, vậy là một năm anh ta kiếm 3.000 triệu đô la. Một năm có 365 ngày, như vậy mỗi một ngày anh ta làm ra 1 triệu đô la, 10 triệu đô la. Tôi thưa với quý vị nhiều lần, quý vị đến Mỹ đừng sợ là da vàng, đừng sợ là da trắng, đừng sợ là da đen. Nước Mỹ này kỳ thị muôn đời, nhưng chuộng anh tài. Tổng thống Donald Trump bây giờ cũng nói trong cái chính sách về di dân mới, khuyến khích cho những người ngoại quốc đến Mỹ có tài năng và có học hành. Nếu không thì phải có khả năng về tài chính. Thì chính phủ Mỹ sẽ ưu tiên xét cho vào Hoa Kỳ. Quý vị thấy chưa? Đừng sợ mình, con mình không có đất dụng võ, mà sợ rằng con mình nó cũng thuộc về dòng giống bán khai, chạy đầy đường. Công ty thứ nhì là công ty Apple. Công ty Apple trị giá 1.400 tỷ đô la, chứ không phải là triệu nhé. Và công ty Apple này trong cái năm 2018 vừa rồi cũng đã thu về hàng tỷ tỷ đô la cho những cổ đông, những người đầu tư với Apple. Công ty thứ ba là công ty Standard Oil, là công ty về dầu hỏa của Hoa Kỳ lớn nhất, và cũng trị giá trên 1.000 tỷ đô la. Và công ty Standard Oil này thì không có ngạc nhiên, là vì họ thành lập từ năm 1900 đến bây giờ, trên 100 năm rồi. Công ty lớn nữa là của PetroChina, cũng 1 tỷ 2 đô la. Công ty này thì là được nhờ Mỹ mà thành ra dầu, có vậy thôi. Nước Tàu thì dầu hỏa coi như vứt đi, không đáng kể. Nhưng mà nhờ Bill Clinton, nhờ Obama tạo cho nước Tàu có hàng ngàn tỷ đô la, hàng chục ngàn tỷ đô la. Đấy, cứ tính ra một năm như vậy, tàu lấy của Mỹ 1.000 tỷ đô la. Mà 24 năm rồi thì là 24.000 tỷ đô la. Quý vị thấy không? Thì tàu thì không đáng kể. Sở trường vấn đề lại quả, ăn gian nói dối. Còn thực tài là phải nói Mỹ. Rồi Saudi Arabia, nó gọi là Saudi Aramco. Công ty này có đến 4.000 tỷ đô la. Và công ty này thì chúng ta không ngạc nhiên, vì Saudi Arabia là một quốc gia dầu hỏa nhiều nhất thế giới. Và họ bơm dầu như là mình bơm nước lạnh. Và vào những cái năm trước,
từ thập niên 70, 80, 90 dầu hỏa trung bình hàng trăm rưỡi đô la một thùng. Cho nên những cái tay về vua chúa của Saudi Arabia này, tiền nó xài không hết. Tên nào cũng mua 2-3 chiếc phản lực Boeing 747 bay chơi. Và nó có đến 4.100 tỷ đô la công ty của Saudi Aramco. Rồi công ty về thương mại thì chúng ta có công ty South Sea Corporation cũng có 3.000 tỷ đô la. Và công ty lớn nhất là công ty Pet East India của nước Anh và Ấn Độ. Nó có lên đến 7.000 tỷ đô la. Quý vị thấy tất cả trên thế giới này tài sản nằm ở đâu? Hoa Kỳ. Quý vị thấy chưa? Những công ty lớn thì đến 8 công ty nằm ở Hoa Kỳ. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái câu chuyện thứ nhì nữa, là 10 công ty kiểm soát cả thế giới. Cái này mới nói là tài năng của nước Mỹ. Cho nên không có quốc gia nào có thể lật đổ được Hoa Kỳ, ngoại trừ Thiên Chúa. Tại sao tôi nói Thiên Chúa? Là vì Thiên Chúa có thể làm thiên tai, có thể làm động đất, san bằng nước Mỹ. Còn đối với người trần mắt thịt, không làm nổi. Tàu bây giờ có đến 10.000 tỷ đô la nữa, cũng không thể nào mà lật được nước Mỹ. Mà rồi cuối cùng vẫn đem tiền qua cho Mỹ xài. Thì lấy bằng chứng bây giờ cán ngố, cán già, cán trẻ, cán quốc toàn là đem tiền hết qua Mỹ. Không phải là của Caesar trả lại cho Caesar. Chúng ta có công ty đầu tiên, đó là công ty Nestle. Công ty Nestle ở bên Âu Châu, nhưng mà cũng là da trắng. Kiểm soát trên 150 quốc gia trên thế giới. Về hàng hóa, về sữa, về sắc đẹp, về thẩm mỹ, không thiếu gì. Về kỹ nghệ. Rồi đến công ty thứ nhì, đó là công ty Lockheed Martin. Kiểm soát về vấn đề vũ khí. Cả thế giới này xài vũ khí của Lockheed. Từ chiếc tàu bay cho đến tàu ngầm, cho đến tàu thủy, cho đến thiết giáp, xe tăng, tàu bò không thiếu, đều mua của Lockheed của Mỹ. Lockheed của Mỹ có mặt trên gần 200 quốc gia trên thế giới. Nước nào cũng mơ vũ khí của Hoa Kỳ. Để quý vị thấy rằng là thế giới Hoa Kỳ nắm. Cho nên bảo tại sao mà Hoa Kỳ không cần phải đi chiếm thuộc địa, là vì cả thế giới mong được làm thuộc địa của Mỹ. Quý vị thấy không? Cho nên chỉ có những anh dốt như anh Vũ Văn Mẫu, anh mới lên đài, anh yêu cầu người Mỹ rút ra khỏi Đông Dương. Cuối cùng anh làm dân cả nước xuống hố. Xuống hố cả nước. Anh Ngô Dừng, Vũ Văn Mẫu thuộc về tay Ngô Dừng. Trong khi cả thế giới mong nước Mỹ ở lại. Nhìn nước Nhật đấy, giá vàng đấy. Từ năm 45 đến giờ mà vẫn còn mời Mỹ ở lại nước Nhật, bây giờ có đến 36.000 quân. Nhật nó có ngu nữa, cho Mỹ cứu nước như là ba cái dân bán khai không? Mọi dợ không? No. Mà nó lạy Mỹ để mà nó cứu nước, chứ không phải nó cho Mỹ cứu nước. Cái câu cho Mỹ cứu nước là ngu. Chứ ông bà đã dạy rồi, khôn cũng chết mà dại mà ngu cũng chết. Chỉ có biết là sống. Nhật nó là cái thằng biết. Đại Hàn cũng là cái thằng biết. Giờ này từ năm 1953 đến bây giờ cũng hơn nửa thế kỷ rồi. 47 năm, 57 năm, 66 năm, 66 năm chiến tranh ở bên Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên đã ngừng bắn rồi. Mà giờ này vẫn còn 28.000 quân của Mỹ ở vĩ tuyến 36 và ở Nam Hàn. Mà đến giờ này bây giờ còn bỏ tiền lên nuôi. Cái đó là khôn hay là dại hay là ngu? Cái đó là người hiểu biết. Ông bà mình bảo khôn cũng chết mà. Dại ngu thì cũng chết là đúng rồi. Chỉ có hiểu biết mới là sống. Nước Đức tan ra thế giới bằng năm đề nghị chí chiến 45. Giờ này vẫn còn trên 25.000 quân Mỹ đóng ở Đức, ở Frankfurt, ở Normandy, ở Pháp. Mà vẫn bỏ tiền nuôi quân Mỹ.
Cho nên chúng ta phải học cái khôn của thiên hạ, cái túi khôn của thiên hạ. Hình như người Việt Nam của mình không có cái túi khôn. Người Việt Nam mình chỉ có cái chữ khôn lõi, khôn vặt, láu cá, láu tôm và ác độc. Đấy, người Việt Nam mình đấy. Rồi buồn lắm. Chẳng thà đừng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Công ty thứ ba, đó là công ty Quota Computer Inc. Thành lập năm 1988. Tất cả computer của những hãng lớn trên thế giới đều phải qua Quota của Mỹ và hợp tác với Đài Loan, là đệ tử của Hoa Kỳ. Rồi đến công ty Inbu, là công ty sản xuất ra rượu, cả thế giới này đều phải uống. Nước Mỹ này có 56% dân Mỹ uống rượu. Và năm vừa rồi, cái công ty Inbu này đem về 228 tỷ đô la tiền bán rượu cho Hoa Kỳ và thế giới. Cũng là ông vua rượu. Rồi công ty Pfizer là công ty làm ra thuốc Tây. Viagra, Cialis nữa là công loại thuốc đó cũng do công ty Pfizer sản xuất. Công ty này một năm đem về 1.128 triệu đô la tiền bán thuốc năm 2018. Rồi công ty Amex 46 tỷ đô la tiền lời năm vừa rồi. Công ty Pearson đặc biệt về vấn đề giáo dục, trợ huấn cụ, những tài liệu về văn hóa. Rồi công ty ICBC về ngân hàng trị giá 75.000 tỷ đô la. Nói tóm lại, công ty Disneyland, công ty Disney làm chủ cả đài truyền hình ABC, làm chủ cả đài SBPN và làm chủ tất cả các công ty làm điện ảnh lớn nhất thế giới. Rồi đến công ty Alphabetic trị giá đến 50 tỷ đô la 2016. Cho nên nói tóm lại, 10 công ty lớn trên thế giới thì hoàn toàn nằm trong tay da trắng nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, thưa quý vị. Còn chống Mỹ cứu nước nữa không? Sáng mắt ra chưa? Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.